Xin xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Túi Xinh Vlog. Cho xin mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì làm như trời muốn chuyển mưa cả nhà, mưa nữa rồi, cho nên là cha cũng tranh thủ cha ra để cha làm phụ với anh Tú. Hôm nay mẹ thì cũng ra gốc phụ luôn để cho xong luôn. Mẹ ơi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hôm nay thì cha với mẹ ra phụ trên cho rồi cái mặt quanh đây luôn. Để hơi mưa nó bị dột, nó bị tạt cái. Trời mưa nó bị tạt cái đây nè. Nên là hôm nay làm cho xong. Đây thì Tú cưa ra để làm cái nẹp, đóng cái nẹp trước. Hôm nay thì Trinh sẽ quay cha với anh Tú làm việc luôn, tại vì còn một vách à. Nên thì cha sẽ đóng nẹp để mình nẹp cái lá vô. Mẹ thì đang gốc cái cây nẹp, cây để mình nẹp lại. Anh Tú thì cưa ra từng khúc, mình đo rồi mình cưa ra. Cha ơi, cha đóng được không nha? Từ từ thôi. Còn cái này nữa là xong rồi đó nha. Trên cái nén cái nữa là mưa nó hết tạt vô rồi. Để tạt quá, mưa quá vậy. Mưa nó nhiều khi nó về cái hướng này là nó bị tạt vô. Đi ra mẹ làm phụ cho rồi luôn. Mưa tới ạ. Để Trinh lấy đồ rồi chờ mưa tới. Bởi vì thấy cha đóng tin rồi, cha không dòm được. Không phải lên dính giò luôn rồi đi bệnh viện gấp nó ra. Trời mưa rồi nhà, mưa ngâm không biết ngồi hết không. Chỉ làm hai thôi, Tú ơi. Xích lỡ cây đó. Dừng cho gà giật nó đựng vô. Ê, sao ruột rồi? Không cho đựng ấy nữa. Trời mưa nè, tối thằng Bình nó sôi nhái quá trời luôn mẹ. Ở sớm Trinh hồi tối người ta đi sôi nhái á. Hai chồng Trinh không có. Hồi tối anh Tú làm cũng tối nữa, cho nên là không có đi sôi nhái được. Đây thì cha với anh Tú kẹp lại. Cha kẹp cây ở cây trong sẵn á. Anh Tú làm cái khung sẵn về cái gắn thêm một cái cây cái nẹp ở ngoài nữa. Nẹp cho nó dính vô cái này. Nên Tú có cha nên là khỏe. Kinh lấy lá không? Cha đỡ. Có cha là mình lâu lắm. Hai chồng mò thì lâu. Lâu lắm. Để mấy bạn hãy giúp. Rồi. Này thì cha Trinh nè, cha Trinh chân với mẹ với Tú nẹp cũng được hai bên nè. Thì nãy Trinh có mua miếng nhái, miếng nhái về Trinh làm đồ ăn với rau muống nè. Rau muống bữa cô cho đó Trinh cũng còn để nè. Nẹp xong bốn vách rồi nè nha. Nè, cái cửa Trinh chừa đi ra. Thì Tú thì đang chọn để làm cái bếp. Hôm nay cái lò. Hôm nay Trinh khiên cái lò vô nhà nha. Hôm nay xong hết rồi nên là Trinh cũng bỏ cái lò vô luôn. Chưa. Rồi. Ủa.
cái kèm á, cái kèm. Gì ngón tay mày vô hả? Cái ngón tay chắc banh ngón tay. Bỏ cái ngón tay dính chân. Này thì cái lọ này Trinh cũng bỏ cái lọ luôn nè cả nhà. Cái lọ này của chị Linh. Trường chị Linh ơi. Này chậm thử coi sao. Này của chị Linh thương mến nên là chị Linh gửi cho hai chồng của Trinh. Nay thì Trinh lấy cái lò ra luôn. Bây giờ anh Tú chét là gắn cái ống khói lên, gắn cái ống khói lên. Tú gắn cái ống khói rồi, cái anh Tú lấy cái xi măng với cát mình chét lại cho nó đựng ra hơi khói. Trong cái lòng lò nó rộng lắm nữa nha. Rộng. Để coi chụm sao đây. Hôm nay thì Trinh cũng đưa ông Táo vô nhà bếp. Thì Trinh cũng nấu thử nè cả nhà. Cái bếp của chị Linh gửi tặng cho Trinh đó. Thì ống khói nó cũng ra quá chừng luôn nè. Ra khói. Dễ chụm lắm cả nhà. Nhà hết có hết cái bị khói ha. Chứ cũng không có lọ nữa. Trinh để cái ống khói cho nó ra ngoài luôn. Ừ, ống khói này được nè, nó chụm nó cháy nó ra khói. Ngày hôm bữa nó cũng để cũng gáo rồi đó, bây giờ nó ướp rồi mà. Nước màu. Bỏ miếng nước màu. Cái này muối một hộp. Trộn là để khoảng 15 phút rồi cái mình thấy nè. Mắm nè. Mắm nè. Chờ cái xả, chờ xả cho thơm mình hãy bỏ xả vô. Cái này thì tới mùa mưa mới có rồi cả nhà. Trên miếng Tú thì không có đi bắt á, mà ở xóm Trinh có người bắt nè. Rồi sáng thì mẹ cũng lâu rồi mẹ chưa ăn nhái, cho nên là Trinh cũng mua cái nhái để gia đình ăn luôn. Tại giờ Trinh mất làm nhà cho nên là cũng không có thời gian để đi soi nhái luôn, chứ phải có thời gian là Trinh với anh Tú đi soi nhái. Đây trai với anh Tú đang làm cái mặt cáo, làm mặt cáo cho nó nữa là hết dột rồi. Nên cha quyết tâm là làm cho Trinh một ngày cho gọi luôn, phụ với anh Tú làm một ngày luôn. Hôm nay thì nhái mẹ Trinh nha. Này thì nhái nha, nhái mẹ Trinh cũng xào với xả ớt mà trứng nhái ở nhà cho nên là nó ra đen đen này. Cái lò Trinh chụm này cả nhà, cái lò chụm im hơn, cháy phần phần luôn. Hôm nay Trinh nấu thử nồi cơm rồi đó, quá cháy. Giờ nó thật tỏi, tỏi xài với không muốn. Giờ rau muốn cũng chín ha, Trinh bỏ vô dĩa để dọn cơm. Chứ thì cũng thấy rau muốn xào á. Cha với anh Tú ơi, rửa tay ăn cơm à. Trễ rồi. Ráng làm cho rồi cái nhà, ráng hồi trễ giờ luôn rồi. Ăn cơm sáng là giống như ăn chiều. Cái chảo gà là không có nhái thì mẹ Trinh cũng làm chín rồi, giờ múc ra để ăn cơm luôn. Cái này trứng á, trứng nhái cái này nó hơi bị đen, nó để ra. Trinh với mẹ dọn rồi hết là dọn cơm mà đợi cha với anh Tú còn nuột nữa nên là gán làm cho rồi. Này cha với anh Tú giỏi nha, làm xong hết rồi, còn bên mặt cáo rồi đó là xong rồi nè. Ý còn hai bên hai bên đây nè, mà điều hai bên đây có hai miếng à, đây là có hai ly lá, hai ly lá nó dễ hơn. Còn cái xong rồi mưa hết sợ rồi đó, gió này cả nhà.
trời cũng gió ù luôn, gió mát. Dọn xong rồi đợi cha với anh Tú xuống ăn cơm. Thấy không? Thấy không? Không luôn. Thì dính vô cái dây nó cong á, nó đường nó đi chỗ khác. Nó cong hoặc là nó vô cái cây tre mẹ. Đè đè lá lại á. Đè nẹp vô á. Nãy nó nuột, nuột nó xong đi ăn cơm, giờ hai nuột. Ê gà thứ ra đuổi nó ra, thứ đuổi nha con, đừng cho nó vô nhà nó quen á. Nó vô là nó quen luôn à. Lấy cái miếng lưới chặn ngang lại. Vô rồi, vô được chỗ vô rồi. Vô được nó vô hoài luôn chứ. Giờ thì bữa cơm của gia đình Tú Trinh, Trinh với mẹ cũng đã chuẩn bị xong rồi nè cả nhà. Con mời cha mẹ ăn cơm, Trinh cũng mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Trinh luôn nha. Con mời cha mẹ ăn cơm, Tú mời cả nhà ăn cơm luôn. Mời cả nhà ăn cơm ơi, cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm với nhái kho. Con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn cơm. Ừ, ăn đi con. Con mời ông ngoại, con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Ừ. Nay ăn nhái kho. Nhái kho là tới tới mùa mưa mới có nhái á. Ếch thì có người ta nuôi, mẹ nhái người ta đâu có nuôi được mẹ. Không. Nhái đâu có nuôi. Dạ. Nhái sao hồi đó giờ chưa thấy ai nuôi nhái. Chỉ có mưa là mới có nhái thôi. Cái xương nhái thì nhai ăn được luôn. Còn ếch nó xương nó cứng lắm. Em muốn sờ tỏi. Lá không muốn tàu ăn cũng ngon. Mà tại nãy sợ nó mòn lặt hết lá. Tại người ta không có thịt sâu gì khi nó mò. Vậy là muốn giờ nó nhỏ rồi chứ đâu có cắt. Này cắt à. Này cắt của cô đó cắt cho. Cái muỗng này của người ta cho nên là người ta cắt. Cắt rồi đập lá. Chuyển hết sợ rồi đó. Giờ mình dừng hết rồi. Giờ vòng vòng Kinh đã dừng hết rồi, cái nhà hết sợ rồi. Chỉ còn đóng mặt cáo nữa thôi. Cái vòng này nó không tạt như đâu. Nhái là làm cực khổ, cần ăn thì gấp đũa nặng. Ăn gấp đũa. Làm thì con chẳng ăn. Con thì nó cản trở hoài hoài đó. Nhái hoài lấy trứng. Trứng béo á. Cái trứng non á, trứng non ngon lắm. Trứng non béo luôn. Nhá là trứng già không? Được mấy con? Ngoài bớt ra trứng cơm rồi. Nay vô cái lò mới ngoại chụm đảo á, chụm khác là cơm luôn. Chụm khác không cháy à, ăn khác, không cháy khác không? Lò cháy phừng phừng luôn á. Cháy này khác. Cái lò này chụm ít thao củi nè. Ừ. Hai ba cây củi là cháy à. Ăn xong mà cha Trinh với anh Tú làm chắc cũng xong luôn. Làm cho xong luôn. Lò chụm trái dữ ha. Trái. Chụm hai ba cây củi là trái phần phần. Ừ. Không có cần nhét củi nhiều. Khẽ
lò ít thao. Cũng nhờ có chị Linh thương mến nên chị Linh gửi cho cái lò, gửi món quà đặc biệt vô cái bếp. Cái lò mình là cũng hao củi. Cái lò mẹ tự xây. Tự xây nó hơi rộng quá. Không? Nó hơi rộng á. Chụm đầu tiên một ôm củi á. Dữ vậy đó hả? Ừ. Này nãy chụm 4 5 cây. 4 5 cây là được. Không muốn ăn đũa đũa không? Xin mời cả nhà ăn ngái luôn nha. Ngon ngái ngon. Ừ, lâu ăn lần nữa. Tới mùa mới có. Lâu quá ăn. Chào bằng cơm cháy không? Mì. Ừ. Cơm cháy hơi khét nữa. Ok. Ngái thì bắt cái mần lâu lắm. Ở nhà mà ăn là ăn hao lắm. Ăn lần phải gấp đũa nó mới dính. Nhấp con không dính không? Đũa mà gấp đũa nằm không á. Không nằm á. Đũa là bán con nè. Ừ. Cháy nhà phải thử cũng ngon. Giòn. Giờ hết giòn hả? Ừ. Giờ hết giòn. Khô nhái hả? Vậy chưa mẹ ăn chưa? Ừ. Khô nhái á. Khô. Ừ. Chưa. Thấy nó bán ăn ngon. Trên tú, dùng tú hay đó. Không biết ăn khô. Để dài 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 dài. Ăn cái đậu trước, ăn cái tay, hai cái chân, hai cái tay nó ngon. Giòn. Mềm. Giòn nó mềm. Hết vô rồi là hết vô rồi. Nó hộ mấy cái đồ chặn ngang nó vô chặn lưới á. Chặn lưới. Cả nhà ơi, bữa ăn của gia đình Tú Chinh thì cũng đã dùng bữa xong. Hôm nay đổi món ăn ếch, ăn nhái đầu mùa. Nên là mọi người ăn cơm quá trời ngon luôn. Giờ thì video của gia đình Tú Chinh xin được kết thúc. Xin cảm ơn cả nhà lúc nào cũng yêu thương gia đình nhỏ Tú Chinh, xem video để ủng hộ hai chồng có nhiều động lực để ra được nhiều video gửi đến cả nhà. Giờ thì video xin được kết thúc. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Con chào cô chú. Ở đây thì cha Vinh với anh Tú ăn cơm xong thì cũng làm xong rồi cả nhà. Cái nén, làm hai cái nén. Ở đây thì cái bếp á, cái Trinh để cái ống khói vậy nè. Cha với anh Tú dựng xong thì cũng có làm cái ống khói cho nó có lỗ đi ra cái nhà. Còn cái nén xong rồi đó, giờ chỉ cần cái dựng cái mặt cáo nữa là được rồi cả nhà. Ở đây thì để Trinh quay cho cả nhà xem nha. Cha với anh Tú thì cũng đã dựng xong cái cửa. Hôm nay anh Tú với cha làm cái cửa luôn. Xong rồi nên là hai người làm cửa luôn. Cửa xong rồi hoàn thành cửa à. Cửa đóng được ha. Cha với anh Tú cũng làm hai bên này, hai cái miếng vách. Cái cửa thì đóng ra đóng vô ha. Ừ, như đóng vô trong. Mở vô trong, đóng vô trong. Đóng vô trong. Mở vô trong. Này ban đêm ra đây ngủ mát lắm nè. Mẹ góc này là mẹ ra ngoài này nằm ngồi không cả nhà. Ở ngoài này mát hơn trong nhà. Ở nhà trời cho nó mát hơn trong nhà mẹ. Để làm xong cái Trinh dọn dẹp cho đi rồi luôn. Dọn dẹp cái ngoài sân trước cho đẹp lại. Giờ đang làm á, cho nên là dọn hồi mẹ Tú với cha cũng chặt lá nữa nè. Để xong mình hãy dọn luôn. Đây cắm rồi còn cắm trong đó nữa. Đây với lại còn đóng mặt cáo. Đóng mặt cáo xung quanh nữa là đã xong rồi đó.